như anh kéo tới lui 6 lần. Đúng rồi, 6 lần không được. Nên nhiều khi hỏi chuyện anh Tùng trả lời là anh sẽ quên. Xong rồi. Xong rồi. Nó xấu, nãy giờ nó lén tôi gì đó cà. Em nói mỗi lần anh Vũ cười vậy đó, không dám hỏi, hỏi anh là mất tập trung. Bây giờ hỏi đi, trả lời cho nghe. Cái là nãy nói sau 6 lần phải không? Dạ. Tại vì thường thường anh hay niệm Phật lắm. Dạ. Cái đó kêu 6 chữ Di Đà đó, Nam dạ. Mô A Di Đà Phật. Dạ. Còn hai nó lục hơn nữa là anh 12. Dạ. Mà hai lục nữa là 18 hoặc là 24. Dạ. Cho nên anh đang vũa ta hỏi cái con đầu xong rồi mới trả lời. Dạ đúng rồi, mất tập trung đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ dạ em hiểu rồi. Vậy là hả, nó lục ít thì vũa có một lần à. Kêu là một lần niệm đó. Dạ vậy là xong ha anh Tùng. Anh Tùng lại tiếp tục leo một cây sà cừ nữa nha mọi người. Mình chào mọi người đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Hôm nay mình tiếp tục quay anh Tùng leo cây sà cừ nữa nha mọi người. Trời bắt đầu có gió. Những cây sà cừ này nè, nó không có bự lắm nhưng mà nó có cái độ cao, độ cong, có nhiều chướng ngại vật. Anh Tùng leo cũng gần tới cái đọt rồi đó. Tùng mà đã uống sợi dây trên cái đọt cái sà cừ này nha mọi người. Anh leo qua tới cái cây này bên đây kế bên luôn. Chèo cây này mà ông cưa cái kia. Ông chèo cây này mà ông cưa kia. Hết biết luôn ạ. Theo ông Tùng đuối luôn ạ. Mấy ngày nay mình theo anh Tùng ở Sa Đéc rồi giờ đi Hà Tiên nha mọi người. Nên không được tốt về sức khỏe. Giọng nói không được hay lắm, mọi người thông cảm qua nha. Qua, cấm là tôi ra mà. Đem kia máng gì đó cột bên đây. Cưa một cây không phải là chuyện dễ nha mọi người. Phải dám hứa nó ngã gì đâu, như thế nào, có thiệt hại bên dưới hay không. Anh Tùng cũng phải cần thiết là sợi dây buộc đi đâu nó ngã hướng nào, và những người nắm cái sợi dây đó kéo theo cái hướng cái nhánh không hề đơn giản nha mọi người. Quan trọng là sợi dây nữa, và cái kinh nghiệm của anh Tùng cưa cho nó ngã hướng nào, nó chịch sơ sức một chút xíu là gây thiệt hại liền. Em mọi người thấy đó, một sợi dây đằng đó anh Sang nắm một sợi dây, và bên dưới đây đặt có thêm một sợi dây nữa đó. Mọi người thấy không, sợi dây kèm lại liền đó, chằn lại kèm lại liền đó nha mọi người. Ba sợi dây luôn, 1 2 3
Dạ, trên cái đọt một sợi này là 4 sợi. Để nó cứ cắt thì nó rớt xuống thì nó sẽ không bao giờ đi chặt hướng. Kéo cho nó xuống đó. Đầu những người mà giữ thu dây sẽ trả từ từ xuống, sẽ đi thẳng hướng luôn. Nhúng có sợi dây điện nè, anh cắt cái nhánh ra cho nó nhẹ. Lấy thêm một con dây ra buộc cho nó giật ra nha mọi người. Tiếp tục nhắm đó nha mọi người, anh đang nhắm hướng đó. Anh Tùng bột như sợi dây chảnh kéo lên hạ xuống là bắt đầu từ từ ảnh mới cho dây hạ xuống. Xả dây á, nói chung là xả dây á cho nó hạ xuống. Anh Tùng xả dây á. Kéo vô cho lọt kẽ. Được rồi, quá hay luôn rồi. Không hề đơn giản nha mọi người, nếu cắt một cái nhánh đó mà nó rất là nhiều cái trứng ngại vật thì mình phải treo dây. Lấy cái máy rồi, lấy cái máy rồi.